Việc chào quý vị và các bạn thân mến. Nói về lo bãi thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng biết nhiều về những dòng lo bot như là 301 series 3, 301 series 2, 601 vân vân, rất là nhiều đời lo bot thì được rất là nhiều quý vị và các bạn là chơi lo bãi quan tâm lựa chọn về nhà để nghe nhạc hoặc là hát hò karaoke cùng với gia đình. Và tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có nhiều quý vị và các bạn mua gặp những cái hàng trôi nổi và gặp những cái robot giả đấy, thì có nhiều quý vị hỏi việc là cách nào để mình phân biệt được cái bot xịn và bot giả. Có mấy bạn là cứ nói là nhìn vào cái tem á là thấy in Mexico là bot xịn, còn có bạn thì nói là nhìn vào cái tem thấy là nó đề in USA là bot xịn. Thì ở video lần này việc chia sẻ đến quý vị và các bạn một vài cách để nhận biết đâu là cái bot xịn, đâu là cái bot giả. Nó rất là dễ thôi quý vị và các bạn. Còn quý vị và các bạn nhìn vào cái tem thì thua chắc, việc cam đoan với quý vị và các bạn. Nếu quý vị nhìn vào cái tem mà in Mexico rồi quý vị và các bạn khẳng định đó là bot xịn thì quý vị và các bạn thua chắc 100%. Đấy, tại vì bot giả lúc nào cũng vậy, nó cũng in là cái tem in Mexico hay là in USA hay là in Ireland hay là in là Canada, vân vân. Đấy, cái tem rất là dễ làm. Thì những cái đặc điểm mà quý vị và các bạn nhận ra bot xịn bot giả thì nó rất là dễ thôi. Đầu tiên thì quý vị và các bạn nên lựa những cái cửa hàng buôn bán có uy tín để mình mua, là chắc chắn một điều với quý vị và các bạn đó là bot xịn. Đấy, thì những cửa hàng uy tín người ta không dạy gì mà người ta đi nhập những cái dòng bot giả về người ta bán cho quý vị và các bạn đó. Còn có vấn đề thứ hai, quý vị và các bạn có thể nhận ra bot xịn hay là bot giả qua cái đầu tai của mình. Mình nghe âm thanh là mình biết đó là bot xịn hay bot giả, nếu như mình nghe được trực tiếp. Còn như quý vị và các bạn chưa có cảm nhận về âm thanh đó là bot xịn hay là bot giả thì chúng ta có những cái đặc điểm để chúng ta nhìn đâu là bot xịn, đâu là bot giả rất là dễ dàng. Thì ở đây Việt có hai đôi lo bot, một là 301 series 2 màu vàng và 301 series 5. Thì đây là hai đôi lo bot xịn hết, Việc không có hàng giả hàng nhái để so sánh cho quý vị và các bạn. Và tuy nhiên ở đây Việt cũng chia sẻ đến quý vị và các bạn một vài điểm mà để nhận ra đâu là bot xịn, đâu là bot giả, rất dễ, ai cũng làm được vấn đề này quý vị. Rồi, thì có nhiều quý vị cứ nhìn vào tem, nhìn vào tem này đây. Quý vị cứ nhìn vào tem là cái tem này, cái có quý vị hỏi việc á là nó đóng ở dưới này in USA hay là in Mexico có phải xịn hay không. Thì xin thưa đến quý vị và các bạn, quý vị và các bạn, những hàng giả hàng nhái nó đều có đóng in USA hay là in Mexico hoặc là in Canada, có hết nha quý vị và các bạn, quý vị lưu ý như vậy. Đấy, thì chúng ta không thể phân biệt ở cái tem này được, cái chữ ở tem này được. Và tuy nhiên thì đối với những người mà có kinh nghiệm thì chúng ta nhìn vào cái tem, thì cái giữa cái tem mà hàng bot xịn và cái tem hàng bot giả đó thì nó khác nhau hoàn toàn quý vị và các bạn. Nó khác nhau ở cái chỗ mà cái độ sắc nét đó, và cái chữ in của nó cũng khác nhau. Và quý vị và các bạn nếu mà phân biệt ở bề ngoài thì quý vị và các bạn để ý góc cạnh của thùng đó, lo xịn thì lúc nào nó cũng nhìn nó cũng khôn hơn cái bot giả. Đấy, và đầu tiên quý vị mua bot mà 301 series 5 hay là 301 series 2, 301 series 3 gì đó, cái điều nhận biết đầu tiên quý vị và các bạn nhìn vào cái lưới là rất là dễ dàng. Cái e căng, cái e căng của bot xịn lúc nào cũng vậy quý vị. Quý vị nhìn thấy ở những cái khung mà e căng nè đó, quý vị để việc gỡ một cái bên đây ra đó, thì quý vị nhìn rõ ràng là ở cái khung e căng lúc nào cũng vậy, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy là mấy cái là đốm đốm này nè, là nó y như là cái dạng mà mình cái nó bị mọc mốc hay lên meo lên mốc gì đó đó. Đối với những dòng bot giả thì cái này á nó không có làm cái này, mà nó để là trơn như vậy nè quý vị, đó trơn như vậy. Còn những dòng bot xịn á thì người ta làm như thế này. Đây là một cái đặc điểm để quý vị và các bạn là nhận ra. Và cái ê căng cái lưới này nè đó, nhìn nó cũng rất là khôn. Đấy, rồi còn đối với dòng bot 301 series 5 thì cái lưới nó cũng vậy thôi. Quý vị và các bạn, cái lưới của bot 301 series 5 á, hàng xịn á,
nó căng rất là thẳng với quý vị và các bạn. Đấy. Đố quý vị mà bóc như thế này mà quý vị bóc được cái lưới lên. Đây, hai tay mà mình bóc như thế này không thể nào bóc được cái lưới lên. Lưới nó căng rất là thẳng. Đấy. Và quý vị cũng nhìn ở cái căn này, quý vị thấy ở đây nó vẫn có những cái đốm 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 như thế này. Đó. Đối với những dòng bot mà giả thì cái căng của nó sẽ không có những cái đốm này, và đặc biệt là cái lưới của nó căng rất là dùng. Quý vị và các bạn nắm nhẹ vậy là kéo lên. Đó, cái lưới của nó dùng lắm. Đó. Đó là một cái vấn đề về căng để chúng ta xem được đâu là cái bot xịn, đâu là cái bot giả. Và đặc biệt á, những dòng lô bot mà nếu mà sản xuất tại Mỹ nó có một cái mùi thơm rất là đặc biệt quý vị và các bạn. Mấy dòng lô Mỹ quý vị nào chơi nhiều quý vị để ý nó thơm dữ lắm. Đấy. Rồi cái vấn đề thứ hai á, quý vị và các bạn không cần phải tháo lo ra luôn, quý vị cứ nhìn vào lo là quý vị biết là lo xịn hay là lo giả. Đối với những cái dòng Boss 351 series 5 á, quý vị nhìn cái màn á, nó rất là đẹp, nó rất là khôn so với cái lo Boss giả quý vị và các bạn. Đó. Quý vị nhìn thấy cái nước sơn của lo chép, quý vị nhìn thấy cái nước sơn là quý vị đã biết nó là xịn rồi, ở cái bọc từ nè. Với những cái hàng giả đó, quý vị nó không có sơn được như thế này. Đó. Và quý vị hàng giả quý vị lấy cái tay quý vị cạo cạo vậy là chóc sơn luôn quý vị đó. Và cái giấy mà cái giấy lo chép nè đó, cái hàng giả nó không có mịn bằng cái hàng xịn. Cái hàng xịn đó quý vị và các bạn nó rất là mịn, quý vị có thể vuốt vuốt như thế này quý vị cảm giác cái giấy nó rất là mịn đó. Nhìn cái củ lo nó rất là khôn quý vị và các bạn đó. Đây thì lo này quá trời bụi rồi này. Cái màu này là màu thường anh em hay kêu là cái màu quân đội nè quý vị và các bạn. Thì boss này nó có hai hai ba màu sơn nữa. Một rồi việc vừa tháo hai cái lo bát ra để quý vị và các bạn cùng xem. Đấy. Thì đầu tiên nói về cái vấn đề là lo xin hay là không xin. Nhiều quý vị cứ nhìn vào cái này. Đó, cái lo boss thì quý vị cứ dựa vào cái này mà nói nó không xin thì nó cũng không đúng. Đây thì lo bot á, thường á, là người ta không có hàng dây và người ta chỉ có quấn dây như thế này thôi. Đó. Có mấy bạn thấy ở đây người có dấu tháo ra thì mấy bạn nói là lo mất zin rồi. Nhưng mà không phải như vậy quý vị và các bạn. Tháo này ra nó có nhiều nguyên nhân. Đó. Cái nguyên nhân tháo ra là người ta thay gân thì người ta tháo ra cho quý vị và các bạn, chắc chắn là như vậy. Đó. Hoặc là cái nguyên nhân nữa người ta tháo ra để người ta thay gâu, đôi khi nó đứt cái gâu này đó. Và một cái vấn đề nữa là quý vị và các bạn biết là đôi khi hàng bãi nó có vấn đề là hàng cái thùng đẹp nhưng mà cái lo cái củ lo cái giấy lo nó lại xấu, và đôi khi cái thùng nó xấu nhưng mà cái bát lo cái giấy lo chung lo chép này nọ nó đẹp thì người ta sẽ đổi thay cái này qua cái kia. Ví dụ như việc có hai đôi boss 301 series 5 thì một đôi nó bể thùng cái lo bát còn rất là đẹp, và một đôi nó không bể thùng thì cái lo bát nó rất là xấu. Thì từ đó việc lấy cái đôi mà lo bát nó đẹp mình đổi qua cái thùng đẹp để bán. Cho nên mình không thể nào mà nói là khi người ta tháo này ra là lo nó không zin. Đó. Để phân biệt được cái lo zin hay không thì quý vị và các bạn cần xem những cái điểm đơn giản thôi. Đấy. Cái mũi lo thì hiện giờ nếu mà anh em thợ nào tay nghề cao, người ta không khui cái mũi lo để người ta thay con đâu. Người ta sẽ khui cái nhện này lên. Quý vị và các bạn cứ nhìn keo ở dưới này, keo dưới cái nhện lo là quý vị và các bạn biết nha. Giữa cái keo hãng và cái keo của mình làm nó khác nhau hoàn toàn. Và cái đường keo của hãng nếu như mà nó có dư keo có lem ra đi nữa thì nó cũng nhìn nó cũng khôn hơn và nó đẹp hơn, và cái đường keo của người ta khác so với keo của mình làm. Đó. Còn về cái vấn đề mà phân biệt nhìn nhận như thế nào là lo xịn, thế nào là lo giả thì quý vị và các bạn cũng có thể xem cái củ lo. Đó. Thì củ lo Boss 351 series 5 này nó có rất là nhiều đời, có đời củ lo màu trắng, có đời củ lo màu đen, có đời củ lo màu vàng. Đấy. Thì đây là một cái đời mà củ lo màu trắng quý vị và các bạn. Thì quý vị và các bạn nhìn vào cái màn giấy này nó rất là khôn ở bên trong này ạ. Cái màn giấy mà lô bốt xịn á quý vị và các bạn thì nó cũng có những cái điểm sần lên so với lô bốt giả, và tuy nhiên
cái điểm sần này nó không có nhiều và nhìn nó rất là láng. Đây, đây là cái màn giấy robot nè, robot không xịn nè quý vị. Cũng có chữ đầu này nọ nha, cũng có chữ đầu này nọ đàng hoàng đó. Và cái vết sần này quý vị thấy ở đây nó sần nhiều hơn, à, nó sần nhiều hơn. Và giữa cái bot xịn và bot giả nè quý vị và các bạn, quý vị nhìn ha, đó, cái màn giấy của nó khác nhau hoàn toàn. Ở phía trước á, dạ, ở phía trước cái lò bot mà xịn á, nó bóng, nó láng hơn rất là nhiều. Đó, đây là bot 351 series 5 đó. Rồi, còn nếu mà so với, sánh với bot series 3 hay là series 2 thì so series 3 thì quý vị, series 2 nè, thì quý vị nhìn thấy cái màn giấy mà lò giả này nè, đó, nó khá là giống với cái màn giấy lò xịn. Và tuy nhiên thì quý vị nhìn kỹ thì nó vẫn có cái điểm là cái màn giấy lò xịn nó khôn hơn rất là nhiều và nó có cái độ bóng hơn nha quý vị. Đó, nó có cái độ nhuyễn hơn những cái sần ở trên mặt này nè, nó có cái độ nhuyễn hơn rất là nhiều, nhìn nó rất là khôn. Đó, cái lò giả và cái lò xịn nó khác nhau nha quý vị. Đây, việc để gần lấy nét cho quý vị xem nha. Đó, nó khác nhau nha. Nếu nhìn sơ thì nó giống nhưng mà nhìn kỹ thì nó khác hoàn toàn. À, quý vị và các bạn nhìn kỹ nó khác hoàn toàn nha. Đó, quý vị nhìn kỹ, việc lấy nét cho quý vị nhìn. Đấy. Và về cái phần củ lo ở bên trong này cũng vậy quý vị và các bạn. Giữa củ lo xịn và cái củ lo giả đó, quý vị nhìn phát biết ngay luôn. Nhìn cái nước sơn thôi, không cần nhìn cái gì hết. Không được có nhìn vào mấy cái tem này để làm cái gì. Đó, tem này thì người ta làm được hết à. Quan trọng nhìn vào cái nước sơn nè, nhìn vào cái nước gam của cái xi của cái củ lo nè, là quý vị và các bạn biết đâu là hàng xịn, đâu là hàng giả. Hàng giả đó, thì mấy cái nước xi này nè, nó không có được đẹp, nhìn nó rất là kỳ quý vị và các bạn. Cho dù cái củ lo này nó bị hàng xịn đó, nó bị chày nhiều đi nữa, nó còn lại những cái điểm mà vàng thôi, một vài điểm thôi, nhưng mà quý vị nhìn, quý vị vẫn thấy là những cái điểm vàng đó nó rất là đẹp so với cái hàng mà điểu. Đấy. Đó, quý vị nhìn thấy cái nước sơn. Đó. Rồi, thì đó là những cái đặc điểm mà quý vị và các bạn có thể là nhận biết đâu là robot xịn, đâu là robot giả. Rồi, lo nào là zin, lo nào không zin. Việc xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chào quý vị và các bạn.